Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 để cả Xuân Đình tiếp tục cập bến cho các bác những chiếc âm vi đèn vu rất là đẹp. Hôm nay thì cả Xuân Đình về cho các bác toàn là những dòng thương hiệu nổi tiếng, đó là dòng Omni Pioneer và dòng Omni Technic. Với những dòng Pioneer thì đây là những dòng Pioneer 7600 xuất âm tụ có hai đèn vu rất là đẹp, phù hợp cho các bác phối ghép về những cặp loa bass 2530 để các bác nghe nhạc vàng nhạc xưa. Và thương hiệu Pioneer là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Ở thị trường Việt Nam chúng ta thì bác nào cũng mê về những dòng này. Bên cạnh đó thì hôm nay Xuân Đình lại về thêm cho các bác về những dòng Technic 7700 mắc đôi. Đấy. Ở những dòng Pioneer thì sẽ có 7800 mắc đôi, còn những dòng Technic thì là sẽ có 7700 mắc đôi. 7700 mắc đôi này thì cũng là những dòng Omni cũng rất là nổi tiếng. Tuy rằng cái thương hiệu nó sẽ không bằng Pioneer, nhưng tất nhiên thì mỗi người có một cái sở thích cũng như một cách phối ghép khác nhau. Thì đây cũng là một trong những dòng Omni rất hay của hãng Technic sản xuất. Dòng này thì máy chạy sò sắt và cũng có hai đèn vu. Đấy. Hôm nay thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết và giới thiệu cho các bác và báo giá công khai. Thì có 5 chiếc Pioneer 7600, một chiếc 7600 mắc đôi. 7600 mắc đôi thì nó sẽ có cái đèn ở chính giữa. Đấy. Còn 7600 trơn thì sẽ có đèn nó sẽ tách biệt sang hai bên. Đây đều là những dòng Omni xuất âm tụ. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác hàng vừa mới khui. Nhưng đây là hàng tuyển chọn thì nó rất là đẹp. Các bác thấy rõ là mặt tiền nó còn vẫn dính xốp này. Nhưng mặt tiền hầu như là không có xước sát một chút nào cả. Mặc dù nó là đồ cũ đã qua sử dụng nhưng mà hàng tuyển chọn để phục vụ cho các bác. Cũng như theo cái nhu cầu thị hiếu thị trường thì bây giờ hàng nó phải là đẹp. Mà giá nó phải là bình dân. Ở đây những chiếc âm ly có mức giá rất là tốt và toàn là những dòng xuất âm tụ. 7600 mắc đôi, 7600 trơn thì có 5 chiếc xuất đỉnh vừa mới khui ra. Từ hàng đẹp long lanh rồi. Mặt tiền núm nút này. Chưa hề spa mông má gì cả. Nhưng những cái dòng mặt phay nhôm này thì nó có một cái hay, đó là các bác chỉ cần, nếu như bẩn thì chỉ cần lau bằng nước là sẽ sạch. Có hai đèn vu. Công suất của chiếc Omni 7600 là 120W xuất âm tụ. Tiếng nó rất là ngọt. Điện là 100V. Phù hợp cho các bác ghép tốt vào các loại loa bass 2530. Đặc biệt bác nào đang chơi những dòng Pioneer và các bác nào đang chơi những cặp loa cổ, loa tần giải mà ghép những dòng xuất âm tụ này thì tiếng rất là mềm. Omni thì có chỉnh bass check đầy đủ trên máy, có low notes, hai đèn vu, volume, ba lăng và đây là đường vào. Rất dễ sử dụng. Quan trọng nhất là những chiếc Omni này đều là hàng nội địa của Nhật thì các bác chú ý kỹ là đừng cắm nhầm điện. Đấy, cắm sang điện 220V thì nó sẽ rất dễ bị cháy. Thậm chí là không chỉ khó sửa luôn. Đấy, nhưng các bác chú ý kỹ về những chiếc âm ly hàng bãi. Tổng có 5 chiếc, 5 chiếc Pioneer 7600. Cơ Xuân Đình đang bán những dòng 7600 trơn này thì bình thường đang bán là tầm 4,5 triệu. Nhưng hôm nay về được số lượng thì giá nó mềm hơn. Thì có Xuân Đình bán cho các bác mức giá là 4,2 triệu một chiếc. Rất là đẹp, mặt tiền không có chảy xước gì cả. Và tất nhiên thì các bác chơi đồ cũ thì không thể tránh khỏi được về cái vấn đề nắp, mấy cả nó cũ theo năm tháng một chút thôi, nhưng cái mặt tiền thì cứ vẫn đảm bảo cho các bác là đẹp long lanh. Đây là Omni Pioneer 7600 các bác nhá, mức giá là 4,2 triệu một chiếc. Sang bên này là một chiếc 7600 mắc đôi. 7600 mắc đôi thì nó là phiên bản nâng cấp của 7600 trơn. Đấy, thì nó sẽ khác biệt là phần đèn và chiếc áp bass check nó sẽ ở dưới. Mặt tiền cũng rất đẹp, có một vết chày nhỏ xíu ở cạnh. Đấy. Duy nhất chỉ có một vết chày xíu thôi. Còn là mặt tiền thì các bác cứ an tâm mà đẹp long lanh, núm nút không có chày xước gì cả. Bảy sao mắc đôi thì phiên bản nâng cấp thì nó cũng có những cái phần tính năng thay đổi. Đấy, bát chắc chỉnh ở dưới và đèn vu. Ngoài ra thì cái dòng này thì cái phần âm sắc nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với dòng 7600 trơn. Đấy, thì đấy là cái phiên bản gọi là nâng cấp thì nó sẽ là như vậy, nó gọi nó hoàn thiện hơn. Thì chiếc âm ly này nó chỉ có một nỗi nhỏ xíu nữa là cái cạnh này hơi móp nhẹ. Nếu như quay bình thường mà không tả chi tiết cho các bác thì các bác sẽ thấy rõ là nó rất là xuất sắc. Những cái quan điểm mà bán cho các bác thì sẽ tả rõ là nó chỉ có hơi cấn nhẹ một chút xíu cạnh này. Đấy. Thì bình thường chiếc âm ly đang có mức giá hơn 5 triệu đồng. Hôm nay cửa hàng Xuân Đình giao lưu các bác chiếc Omni này chỉ có mức giá là 4,5 triệu, rẻ hơn 1 triệu so với chiếc Omni nó không có bị móc cạnh. Nhưng thực ra cái cạnh này thì rất khó nhìn. Đấy, chỉ kỹ cho các bác là rất khó nhìn luôn, còn nó mặt tiền rất là đẹp. Mức giá rất là tốt cho chiếc Omni Pioneer 7600 mắc đôi.
Dòng này là đàn em của 7800 nha. Mà giá thì rẻ bằng một nửa thôi. Đấy, mức giá là chỉ có 4 triệu rưỡi. Tiếng rất là ngọt. Thì các bạn đang có những cặp Pioneer, những dòng Pioneer CF45, T66 hoặc F7000 thì ghép với những dòng 7600 trơn, 7600 móc đôi đây thì rất là tuyệt vời. Đồng đều rất là đẹp, hàng vừa mới khui. Pioneer SA 7600 móc đôi, mức giá là 4.500.000. Ở phía bên dưới là dòng Technic SU7700 25 mã. Dòng này thì cũng thỉnh thoảng mới về thôi, mà hàng hôm nay về cho các bác là cũng đẹp long lanh rồi. Mặt tiền cũng không có chảy sữa gì cả. Dòng này cũng có hai đèn vu. Nhưng dòng này thì nó sẽ khác biệt là dòng này sẽ là chạy sò sắt, chạy 4 sò sắt. Rất là lực. Đấy, có chỉnh bát tép ở trên máy, toàn bộ chiếc áp bi khi các bác cả cần to. Đấy, volume bên trong này thì có một cái nút hãm để tránh tầm tay trẻ em khi các bác di chuyển. Đấy. Nó vặn đây là kịch rồi. Đây là cái nút hãm. Có đầy đủ tính năng và có nâu nớt. Đấy, khi các bác sử dụng thì có sẽ có đèn vu, kim vu nó sẽ vẩy. Máy chạy 4 sò sắt, công suất của nó là 155W. Đấy. Công suất 155W các bác nhá. Thiết kế mặt phay nhôm màu trắng và dòng này thì nó sử dụng là mặt phay nhôm màu trắng xước nên nhìn nó rất là sáng. Đấy, ba chiếc rất là đồng đều và đẹp nên keng. Hàng vừa khui vẫn còn dính xốp. Technic 7700 Mark đôi này thì giá bình thường cũng là 4 triệu rưỡi, hôm nay xuất đỉnh nhập mềm hơn thì sẽ có mức giá tốt hơn cho các bác. Giá là chỉ có 4 triệu đồng. Giá rất là mềm mại mà hàng là phải đẹp long lanh rồi. Cho nếu mà giá mềm mà lại hàng xấu thì lại còn khó bán hơn. Hôm nay xuất đỉnh về cho các bác được 3 chiếc Technic 7700 Mark đôi. Công suất là 155W các bác nhé. Size của nó cũng là size 41.5. Pioneer 7600 mắc đôi là 4.500.000, Technic 7700 mắc đôi chỉ có 4 triệu đồng và Pioneer 7600 trơn mức giá là 4.200.000, hàng tuyển chọn góc cạnh là sắc nét. Đây là những dòng âm ly rất là nổi tiếng mà Xuân Đình vừa quay chi tiết để phục vụ cho các bác trong video buổi tối ngày hôm nay và cũng quay rất là kỹ càng. Các bác có nhu cầu cũng như lựa chọn âm ly cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.